Kính chào quý vị và các bạn. Không có một hình thế nào gây mưa diện rộng nên đợt nắng nóng ở miền Trung đã kéo dài triền miên suốt 13 ngày qua và dự báo là còn kéo dài thêm 10 ngày nữa. Đợt nắng nóng này thì không chỉ kéo dài lâu mà nhiệt độ còn luôn ở mức cao, ở mức là 35 đến 40 độ và có nơi là trên 40 độ. Độ ẩm trong ngày giảm thấp, nhiều nơi xuống dưới 60%, khiến cho lớp thực bì trong các cánh rừng càng trở nên khô giòn. Hiện nay thì nhiều diện tích rừng thuộc khu vực từ Hà Tĩnh trở xuống đến Bình Thuận nằm trong cảnh báo cháy rừng cấp 5 là cấp cực kỳ nguy hiểm. Đa số là các diện tích rừng trồng, rừng tái sinh với lớp cây bụi dày, thông keo, dễ bắt lửa, nên một khi xảy ra cháy thì rất khó để dập tắt. Bởi vậy, Cục Kiểm Lâm khuyến cáo người dân không được sử dụng lửa ở trong rừng và gần rừng. Những cánh rừng ở miền Bắc cũng có nguy cơ cháy khi mà nắng nóng diện rộng đã quay trở lại và vẫn đang trên đà tăng thêm. Dự báo là ngày mai, nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội cũng như là hầu khắp các nơi khác sẽ là từ 35 cho tới 38 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì đang trong giai đoạn ít mưa nên dự báo thời tiết ngày mai sẽ chủ đạo là nắng. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố ở khu vực Tây Nguyên sẽ là từ 29 cho tới là 32 độ. Còn thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác ở Nam Bộ sẽ là 33 đến 34 độ. Trên biển, ngoài khơi quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa duy trì thời tiết tốt, mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió khoảng là cấp 3 đến cấp 5. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai.